có bao nhiêu tiền mình làm hết luôn. Khi mà mình có sự cạnh tranh thì chứng tỏ là cái sản phẩm này nó work. Không có thương hiệu, không ai mua của bạn cả. Cầm những cái thiết kế chắc chắn như vậy nè, người ta không tin, đến điểm này cũng không có tin. Trong cái cốc này có tạo ra những hạt nano rất là li ti. Bên này tưởng này là cái bánh bông lan. Hôm nay kêu được 1 triệu đô là giàu rồi. Chào mừng quý vị đến với chương trình Cà phê khởi nghiệp sáng ngày hôm nay. Điều đặc biệt là chúng tôi không có bí mật gì cần phải giữ bởi vì khách mời đã ngồi đây rồi. Tuy nhiên, giống như tinh thần của Cà phê khởi nghiệp mỗi buổi sáng, chúng tôi rất là muốn có một chút gì đó để quý vị phải dự đoán. Đúng vậy. Ví dụ như là người đàn ông mặc áo hồng trông rất đẹp trai này, anh start up về lĩnh vực gì? Mời quý vị hãy nhìn mặt mà đoán nghề thử xem. Bây giờ anh á phải diễn tả bằng cái hành động của mình á để cho các bạn khán giả đoán xem anh đang làm nghề gì. Nếu như mà bạn khán giả nào mà đoán đúng á thì trên đây có rất là nhiều phần quà mà Đại Trai dành tặng cho các bạn, thấy không? Kem cũng có, là kẹo cũng có, là muốn gì là Trai gửi cho cái đó. Ngọc trai cũng tặng được luôn. Hả? Các bạn sẵn sàng chưa? Rồi. Okay. Làm động tác gì đó để cho mọi người đoán. Rồi bây giờ xin mời bạn Nam. Em mất kiến ở phía ngoài cùng ạ. Và em quan sát động tác của anh giống như anh đang thái hành, và em đoán là anh làm nghề đầu bếp ạ. Thái hành, đầu bếp của chính xác không ạ? Gần chính xác. Gần chính xác. Gần chính xác. Ôi, chưa. Gần chính xác thôi. Anh làm lại đi, anh làm lại tiếp. Làm lại đi anh. Anh phải làm nhiều lên, anh làm có một cái người ta lầm lắm. Rồi, cắt. Sao. Là khuấy. Khuấy. Cắt gì là khuấy. Gì nữa? Rồi, xin mời bạn. Thì em đoán là anh làm nghề bán thịt heo. Wow. Chính xác. Hay quá. Thịt heo, không biết là có chính xác không? Gần chính xác. Ủa mà gần em chính ơi. Xác rồi. Rồi bây giờ anh phải làm thêm một cái động tác thứ ba nữa. Rồi, động tác thứ ba ha. Rồi. Ăn. Nói chung á là anh có chặt, anh có khuấy, anh có ăn, và thêm một dữ liệu nữa mà là Ngọc Trai muốn nói cho các bạn biết là cái nghề mà anh đang làm là liên quan tới phụ nữ. Trời, cái gì khó vậy, do dúng bà. Liên quan tới phụ nữ. Cái này nó liên quan tới phụ nữ hay làm. Các bạn nào đoán được không? Chúng ta hãy giơ tay một cánh tay nữa đi ạ. Rồi, xin mời bạn. Em xin đoán là nội trợ. Nội trợ. Nội trợ, đúng rồi. Chính xác rồi. Chồng anh rồi. Chính xác đâu mà. Xin hỏi anh chồng là. Chúc mừng anh bạn. Anh có vợ chưa? Mình có rồi. Anh có vợ rồi. Nhưng mà có nghe trong nhà anh làm nội trợ của chị đi làm kinh tế hay sao? À không. Đây. Còn mình cả hai cũng là sao? Dành cho bạn. Không có thời gian nội trợ. Kẹo sữa, ngon lắm. Bikita. À, ngon lắm với lại kem đó. Cái mô hình của bên mình là giúp cho tất cả mọi người đều có thể trở thành những người đầu bếp chuyên nghiệp chỉ trong khoảng 20-30 phút. Hay quá, đúng ý em rồi. Em không biết nấu ăn. Chính xác, thế thì bạn chính là khách hàng của mình. Shopping là một cái công cụ để giúp cho tất cả mọi người đơn giản hóa việc nấu ăn. Shopping là một cái nền tảng là giúp mọi người có thể đơn giản hóa việc nấu ăn, để ai cũng có thể trở thành những người đầu bếp thực sự trong căn bếp của mình chỉ trong khoảng 30 phút. Ở bên mình đơn giản tất cả những khâu cần thiết, từ đi chợ mua sắm, và quan trọng nhất là những cái khâu mà chúng ta cần phải đau đầu nghĩ là chúng ta sẽ ăn cái gì, những thực đơn theo tiêu chuẩn nhà hàng. Thì Shopping sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ, sẽ sơ chế chia phần, và để cho các bạn thật là nấu dễ dàng thì sẽ có những cái hướng dẫn bằng video và hình ảnh để tất cả mọi thức ăn có thể nấu dễ dàng trong chỉ khoảng 20 phút thôi. Anh là người đã sáng tạo ra một trang web Chef, tức là Chef là đầu bếp đó các bạn, và Chefin.co nha .co. Như vậy là các bạn lên trang đó, các bạn sẽ có tất cả những điều nãy giờ anh nói. Nhưng nếu trong trường hợp quý vị vẫn chưa hình dung ra, hãy cùng xem một clip sau đây. Thank you.
Phải nói là cái mô hình này rất là phù hợp với lại những cái người mà là hậu đậu vụng về như em. Mỗi khi mà là em vào bếp mà là muốn nấu một cái gì đó đó, đa phần là em bày không à. Rồi sau đó là cái thành quả đó là chắc chắn là chắc là cho không, nhưng mà chị nhưng mà chị nghĩ chưa đủ đâu một trai. Tức là mấy anh cũng rất là tinh tế ở chỗ này nè. Nếu mà em hậu đậu, em đơn giản em ra quán em ăn thôi, hay em bốc em gọi người ta bưng tới là quá dễ, nhưng mà anh đánh được cái tâm lý là gì? Ngày nay á, các bạn nữ thích tỏ ra là những người rất là đảm đang, các bạn nam tỏ ra là những người biết quan tâm. Và chúng ta thấy món quà mà ý nghĩa nhất đó không phải là một món quà đắt tiền đúng không? Đôi khi chỉ là nấu một bữa ăn, nhưng mà nấu không ngon thì phá hủy hết cái tinh thần đó. Cho nên những anh bên Chefin đã hiểu được cái chuyện đó nên mới làm cái điều này. Thì trước mặt chúng ta đây đang có một cái hộp thần kỳ như vậy. Thì bây giờ hãy để cho anh Trọng mở cái hộp này ra để coi trong này là một cái ví dụ về một cái món ăn chúng ta có thể order như thế nào. Ok, yeah. Rồi, tưởng tượng giống như là anh đang đãi em là bạn gái này ha. Okay. Đang ngồi đợi nè. Anh à, trời ơi, em đói quá anh ơi. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. 20 phút nữa sắp tới đây. Đây, đây, đây. À, đây, cái này gì? Là mình chắc phải mình phải nghiêng nghiêng xíu để cho mọi người. Anh đang đợi món gì vậy? Đó. Gà sốt tương cay. Ồ, sao anh biết em thích ăn gà hay vậy? Wow. Trong một cái hộp của anh đó là có những gì? Có hai cái này. Cái, được chị coi. Đó, cái đó có là... Một cái hình nè. Trong đó có hướng dẫn sử dụng nguyên liệu này ha. Rồi, phía sau là các bước thực hiện. Còn ở bên đây á, đó chính là cái thời gian ướp với lại bảo quản trước khi chế biến của các loại thực phẩm. Mình là có cá, tôm, gà, vịt, đậu phụ rồi với lại bò, lợn gì đó, thấy không? Là ít nhất là 15 phút. Đây là những cái mẹo chế biến, những mẹo để cho bạn... Này mới là riêng nha. Đó. Thôi bây giờ vậy, quý vị có muốn là cái vở trích đoạn này được diễn ra một cách hoàn hảo luôn? Cho vào bếp luôn. Đúng vậy. Đây là một cái đế để ai? Để điện thoại. Giống như là khi bây giờ chúng ta nấu nướng, chúng ta sẽ có cái này để đây trước mặt nấu luôn. À, trời ơi, anh chu đáo gì luôn hả? Ok, rồi. Rồi cái này, chắc em lấy. Những cái nguyên liệu phụ bên ngoài. Tất cả thực phẩm sẽ bảo quản ở trong một cái túi cách nhiệt, một cái lớp cách nhiệt là lớp xốp. Ví dụ như đây là cái sản phẩm này, tất cả nguyên liệu của mình đều là sản phẩm sạch. Nên là mấy cái này là đều là sản phẩm nhập đúng không anh? Đúng rồi. Tại vì là em thấy là cái sản phẩm này là em có thấy trong siêu thị rồi. Đúng rồi, chính xác. Dạ. Bây giờ mình sẽ thái hành luôn nha. Dạ. Khâu đầu tiên là chúng ta sẽ thái hành này. Để cắn được. Cắn được bây giờ. Để mình dùng dao ha. À có trời ơi. Em dở quá, để nó có cái chỗ để mà xé nè. Ok. Đâu là mình cho cái này vô luôn á. Cho đi. Trời, ra dáng chứ bộ đâu giỡn. Không. Cắt hành xong và chiên gà chín vàng hai mặt là dạ. Chúng ta có thể cho gà ra đĩa và cho tiếp đậu vào đảo khoảng 5 phút. Dạ. Không biết là mọi người có nghe được cái mùi thơm nó chưa ạ? Ghê vậy? Ngồi xa tít mù mà nghe được luôn hả? Ôi trời ơi, mùi thơm quá. Thơm không chị? Em... Người ta nói với bạn trai người ta vô duyên hả? Ôi trời ơi. Thơm quá anh ơi. Có cho em ăn chưa? 10 phút nữa. Ủa cái gì kỳ vậy? Em làm xong rồi nè. Người ta nấu cho người tình ăn. Đâu, đi, em đâu, là phụ bếp, người ta dọn để bếp đi. Anh thông cảm nha. Chị của em hơi khó tính xíu. Trời ơi. Ôi, em thì sao? Wow. Hạnh phúc quá. Từ tay anh nấu đó. Ôi trời ơi. Hạnh phúc khi em có em. Sao biết em thích món gà sốt tương cay mà anh nấu, mà sao nấu giỏi dữ vậy? Anh chị em mập mà. Ôi trời ơi, nghĩ sao vậy? Trời ơi. Em không biết là đây là món lau khát. Món này giúp cho mọi người ăn có thể ngon nhưng mà không bị béo. Ủa mà gì kỳ vậy? Cái gì kỳ vậy? Cái này là món ăn tình nhân của người ta, ngồi ăn là sao? Ủa thì trước sao em quay thử thôi mà, đúng không? Cho em thử không? Quý vị thấy không? Đó, nhiều khi á biết rằng là tiệm ra tiệm đồ ăn nhiều khi có thể là ngon hơn, có thể đẹp hơn, nhưng đây là tình cảm của người dành cho người con nấu cho cha mẹ ăn, bạn bè nấu đãi nhau, hoặc là tình nhân, tự nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng, đúng không? Chị ơi, không có đùa đâu, ngon. Ngon. Ngon thiệt, không có đùa. Này, để em mình ăn nha. Hai đứa mình ăn cho tình tứ anh ha. Thử trước đi, thử trước. Trời ơi, tình quá. Ê, tôi vừa mới ăn cục gà vô mà tôi nhìn thấy cảnh này tôi chịu không nổi nha. Tôi bắt đầu, tôi thấy nó hơi giỡn rồi đó. Bắt đầu giỡn rồi đó. Quảng cáo nè, hai ba với khung hình nè. Cảm nhận sao nè? Cảm nhận. Quá ngon luôn. Ngon hơn mà tiệm luôn á. Không có giỡn đâu.
Bây giờ tôi nói mà đừng có. Đây đây đây, hồi nãy em ăn rồi, em ăn trước chị em luôn mà. Đây. Bây giờ tới lượt các bạn khán giả. Bây giờ ở đây có đậu nè, rồi với lại gà nè, mà chắc xỉa gà hết quá. Thiệt. Canh gà hết rồi. Rồi đây. Các bạn có muốn thử không? Một miếng ăn hai người nha. Đó, hai người cắn. Chơi hết luôn hả? Thiệt là buồn. Mình quảng cáo rồi đó, mình ăn mình phê lên đấy, không cho mình trai nè. Ngọc Trai à, em lợi dụng quá Ngọc Trai. Ăn hơi nhiều quá. Ờ, quay về đây đi, quay về đây đi. Quay con về đây. Con ăn nước với mà. Là món ăn tình nhân của người ta mà ăn hoài. Có lý rồi đây đây. Ngon thiệt, không giỡn. Ngon quá hả, cái sốt rất là ngon. Sau khi ăn xong thì em cảm giác là ngon như nhà hàng em đã từng ăn món này. Ngon. Nói rất là nhẹ nhàng á. Ngon như nhà hàng em từng ăn món. Bạn Nam cảm nhận sao? Dạ, em thì em thấy cái món này rất là ngon và cái miếng gà thì nó không quá dai cho nên là ăn rất là vừa miệng. Tức là cái vị thì ngon mà cái chất lượng đồ ăn cũng ngon đúng không? Dạ đúng. Có tính đặt một cái của Chef Finn về nhà nấu cho bạn gái ăn không? Dạ thì em sẽ đặt trong tương lai gần. Mùa thu anh mới vào chứ bây giờ đặt chuyển từ Hà Nội vô hơi lâu á. Dạ. Ngọc Trai. Thôi lỡ là mấy miếng quá à. Em thấy là cái hộp của mình nó rất là chất lượng luôn đó, cũng như là cái việc là anh đóng gói từng cái sản phẩm một phải không, nhìn phải gọi là chăm chút mà phải gọi là kỹ lưỡng dã man luôn. Vậy thì cho em hỏi nha, là nó bao giá bao nhiêu tiền một cái hộp như vậy, hay là nó tùy vào món ăn? Tất cả những cái món ăn nó đều có giá chung là 154.000 cho hai người. Tức là mọi người có thể hình dung ra giống như ăn buffet ấy. Bên mình mỗi một tuần mình sẽ có từ 8 đến 10 thực đơn mới theo cái tiêu chuẩn nhà hàng. Tức là những cái món mà theo định nghĩa của mình là chúng ta cuối tuần chúng ta đi làm mệt mỏi, chúng ta thử relax nấu cái gì đó mà nó dinh dưỡng, nó tasty. Yeah. Chứ nó không phải những món truyền thống. Yeah. Cho nên là rất nhiều món rất hấp dẫn. Ví dụ kiểu như là món gà sốt tương cay, những món mà món pasta, món pad thái. Nhưng mà thực sự cái giá 154.000 á, có thể nhiều khi với một số bạn họ sẽ cảm thấy hơi đắt. Tại vì nếu mà đi chợ mà cái phần ăn dành cho hai người á, mà phụ nữ đi chợ nha, em nghĩ chắc phải 60 thì hơi trừ hao đó. Thiệt luôn quá. Giờ thì thấy hơi mắc. Còn nếu không, nhiều người khác họ nghĩ ôi tôi ra ngoài tôi ăn cho nó mau chắc khoảng 50.000. Thì lúc đó anh trả lời sao? Cái đầu tiên, cái sản phẩm mà mình hướng đến là ăn uống á, mọi người sẽ cần phải ăn rõ nguồn gốc và sạch. Thì 100% tất cả sản phẩm của mình là hợp tác với những đơn vị nhà cung cấp mà đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Tiêu chuẩn hàng hóa rõ ràng, lấy ví dụ như là bên một số bên lớn như Vinico chẳng hạn. Yeah. Vâng. Cái thứ hai đó là tất cả những cái nguyên liệu mà nấu những cái món mà mình đang cung cấp thì mình có thể chia sẻ đó là nó không dễ dàng để tìm kiếm ngoài thị trường. Lấy ví dụ như một cái loại nước sốt như là sốt Mirin thì chúng ta các siêu thị thì không phổ biến bán cái loại đó. Mọi người sẽ khó khăn để tìm những nguyên liệu đó. Yeah. Và cái điều đặc biệt quan trọng đó là khi sắp sinh ra đời là mục tiêu là chúng ta tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Các bạn muốn nấu một cái món cho hai người thì thường chúng ta sẽ phải mua khá nhiều nguyên liệu. Yeah. Sau đó nấu một chút để dư ra một chút đúng không? Bởi vì là không thể là chúng ta đi ra ngoài chợ cho mua hai cộng hành hay là mua một cái loại nước sốt bé để chỉ nấu cho hai người. Và cái quan trọng hơn mà khi mà chúng mình xây dựng cái shopping đó là cái thời gian để chúng ta sum họp để chúng ta có thể chia sẻ những cái gì đó mà nó là câu chuyện con người. Thế đó không? Chỉ là cái chuyện đi ra ngoài quán ăn đúng không? Mà chị em thấy á, giống như là dạo gần đây là chị em mình rất là có duyên nha. Đa phần á là những người mà là khởi nghiệp theo một cái ngành nghề khác, giống như hiện tại bây giờ anh đi là cái ngành học chính của anh là công nghệ thông tin. Dạ. Nhưng mà bây giờ là anh lại chuyển qua làm cụ thể nó là một đầu bếp luôn. Vâng. Đó thì không biết là cái cơ duyên sao mà là anh lại có thể một cái bước xoay chuyển vậy. Thực ra thì trước khi làm shopping thì mình cũng đã từng làm rất nhiều cái môi trường khác nhau ở trong ấy, nó gọi là digital behavior, là những người mà làm về kỹ thuật số. Mình là marketing từ những cái hãng về công nghệ thông tin, rồi là nói chung không liên quan gì đến bếp núc cả. Thế nhưng mà cái cá nhân của mình thì đều có một cái vấn đề đó là sau một cái giờ làm việc thì rất là mệt, thực sự là mệt đầu óc. Và mình nhận thấy một điều đó là nhiều khi mình làm cái gì đó cho bản thân mình, như là mình nấu bắp mì cho mình ăn, mình thấy cảm giác rất là relax, thư giãn. Chính lý do đó là mình thấy được là đầu tiên cái cooking ấy, việc nấu ăn ấy, nó giúp cho mình hạnh phúc hơn, nó giúp cho mình thoải mái hơn. Từ cái việc đó, bản thân mình cũng là một cái người là startup nhiều lần rồi. Thì ở bên nước ngoài, khi mình look around ở khắp thế giới, thì ở bên Mỹ ấy, nó làm thị trường tỷ đô rồi. Nó có tới khoảng hơn 20 công ty nó theo cái mô hình thế này. Mô hình này nó gọi là mô hình Recipe Box, tức là mọi người sẽ đơn giản cái việc là chúng ta sẽ được cảm hứng bởi những cái thứ mà mọi thứ rất là tiện lợi. Ở bên Mỹ thì mọi người đi làm về, mọi người chỉ việc là có một cái bao hộp ở trước cửa nhà và chúng ta mang về chúng ta nấu. Hay vậy ta. Vậy là mình chỉ cần đặt hàng, tự nhiên là có cái hộp trước cửa nhà. Chính xác, mình đem chính xác. Vô, mình và thậm chí là người ta sẽ giao hàng tuần. Bạn thì không cần là phải ăn hàng ngày là theo kiểu đi ra chợ mua gì vì bên nước ngoài họ thế.
ở vai trò một người phụ nữ thì Như Quỳnh hoàn toàn tin rằng anh đang đi một con đường rất là đúng. Dạ. Vì tưởng như rằng là sự phát triển xã hội hiện đại sẽ làm cho mọi người có xu hướng ăn nhanh, ăn ngoài tiệm, ăn ngoài hàng, nhưng mà đa phần thì mọi người lại cảm thấy cái bầu không khí gia đình ấm áp nó cần thiết lắm. Đó, chính xác. Đặc biệt đó, trong tình yêu đó, nó có cái câu là gì? Đường đi đến tình yêu đầu tiên phải qua trái tim đâu nha. Qua cái bao tử. Đúng rồi. Cho nên là anh đang đánh rất là đúng tâm lý, cho nên riêng có thể thấy rằng Hà Nội đang có một lợi thế vô cùng cho anh. Dạ. Vậy thì Sài Gòn có sẽ là một địa phương, một cái địa điểm tiếp theo mà anh sẽ đánh cây Sheffield vào hay không? À, chắc chắn là có rồi. Bên mình đang kỳ vọng là mùa thu năm nay là sẽ có thể là vào được trong Hồ Chí Minh. Dạ. Em và Ngọc Trai cũng đã có tiếp xúc một vài startup thì lĩnh vực của anh đã có người nhúng chân vô rồi. Vâng, đúng thì rồi. Thì anh tính rằng mình sẽ đi theo hướng cạnh tranh nào đây? Thực ra thì nhìn một cách đơn giản nhất như là hôm nay Ngọc Trai và Như Quỳnh có nhìn thấy một cái hộp rất đơn giản. Để mà gọi là bắt chước theo thì mình nghĩ rằng rất đơn giản, chúng ta có thể làm một cái hộp y chang thế. Yeah. Và cái bản chất của vấn đề ở đây là khi mình làm startup đó là mình tính những câu chuyện là tăng trưởng. Điều gì đặt ra nếu mà shopping đạt 500 đơn hàng một ngày hay là 1.000 đơn hàng một ngày? Bởi vì khi làm startup, cái bản chất của nó là giải quyết vấn đề. Shopping đang giải quyết vấn đề của chúng ta, đó là những người muốn đơn giản hóa việc nấu ăn. Hay câu chuyện xa hơn đó là câu chuyện mà chúng ta gọi là kết nối mọi người lại, sum họp và ấn tượng với cả bạn bè, ăn uống nó được trong lành, trong sạch hơn. Thì cái mô hình ở đây là shopping phải giải quyết đó là cái bài toán về việc là mô hình hóa cái câu chuyện về tăng trưởng. Nếu mà như một bà nội trợ, bà ấy có thể nấu được, các bạn ấy có thể nấu được khoảng 10 bữa cỗ trong một ngày, đó là kiệt sức rồi. Thế nhưng mà với shopping thì bọn mình có thể làm được khoảng 500 cái box hay 500 order trong một ngày, thậm chí là 1.000 order trong một ngày. Đó là câu chuyện mà tại sao mà bên mình cần phải là học những cái mô hình kinh doanh từ bên nước ngoài. Yeah. Ở bên Mỹ thì họ đã làm việc này trước rồi, thì họ đã chứng minh được rằng cái câu chuyện này ấy, nó có thể làm được đại trà số đông. Yeah. Thì đó chính là cái bản chất của cái việc mà mình cũng muốn trả lời câu hỏi đó là tại sao mà một số mô hình đi trước nhưng mà có thể họ chưa thành công. Yeah. Bởi vì câu chuyện họ không trả lời được vấn đề tăng trưởng. Dạ. Yeah. Nhưng câu chuyện đó thì em cũng muốn hỏi luôn từ góc độ một người tiêu dùng. Em đang hình dung cái việc anh có 500 order một ngày, đúng yeah. không? Thì điều đó đồng nghĩa việc anh đã phải chuẩn bị nó cũng khá là lâu trước đó. Tại vì anh không thể nào giống như kiểu là ngay lập tức gửi đến như là gà rán Kentucky mà có liền cho người ta được. Anh đã chuẩn bị ở dạng đông lạnh. Và cái việc bảo quản, cái việc anh giữ lạnh trước đó cũng như là các cái nguồn nguyên liệu để mà bảo lâu như vậy, nó đặt một câu hỏi cho người tiêu dùng là liệu khi anh đang đưa không? Cái nguyên tắc còn về sự sạch, sự tươi thì cùng với nó làm sao anh đảm bảo cùng song song khi mà cái lượng đơn hàng của nó quá nhiều, anh đã có phải chuẩn bị có khi cả tuần trước đó, 3 ngày trước đó thì cái tính tươi sống đã không còn nữa rồi. Thì cái vấn đề ở đây là tất cả cái mô hình nó cần tăng trưởng, nó cần phải có một cái công thức để vận hành. Với shopping thì bên mình có thể giải quyết vấn đề là 1.000 đơn hàng một ngày ở trong ngay trong một buổi sáng. Lấy ví dụ như là tất cả những sản phẩm là đến tay khách hàng ấy là buổi sáng, nguyên liệu từ nhà cung cấp chuyển thẳng đến cái cooking center của bên mình ở shopping. Sau đó rồi qua một đội ngũ sơ chế. Sơ chế ở đây là sẽ theo những cái mà hình dung một cái mô hình dây chuyền đó. Bộ phận sẽ làm cái việc này, bộ phận là sẽ làm việc này và cái khâu cuối cùng là khâu đóng gói cho vào. Thế thì đến khoảng buổi trưa thôi là chúng ta đã có một cái dàn những cái hộp để sẵn. Và đến tầm đầu chiều là bắt đầu là cái quá trình giao cho khách. Cho nên là tất cả mọi cái công đoạn, một là shopping tối ưu cái việc thời gian, cái thứ hai là shopping hoàn toàn không hề có một sản phẩm nào dư thừa, bởi vì là cái việc đặt hàng là đơn hàng đầu tiên sẽ đến sau một ngày làm việc. Tức là hôm nay trước, đúng rồi, hôm nay là thứ hai. Dạ, Ngọc chắc. Trai có bạn gái đột nhiên đến, Ngọc Trai gọi đến là có liền là không có, phải không? Đúng rồi, có liền không có. Em đã hiểu, chốt đơn hàng từ cái ngày hôm trước. Đúng rồi. Tức là tính ra mọi thứ cũng đã được anh tính toán cẩn trọng hơn chúng ta rất nhiều. Đúng rồi. Quay lại với cái hạt năm tiếng của anh lúc nãy, anh nói mùa thu năm nay tính ra cũng không còn xa lắm, bây giờ đã là mùa xuân rồi đúng không? Dạ. Mùa thu năm nay tức là thời gian của anh cũng không còn nhiều. Vậy thì để cái hạt năm tiếng đó, anh nghĩ rằng mình đang nắm trong tay lợi thế gì? Cái lợi thế lớn nhất của shopping đó là cái mô hình kinh doanh đã được chứng minh. Dạ. Và cái công thức vận hành bên mình đã, thực ra thì cái lý do mà bên mình không có triển khai hạt thành phố Hồ Chí Minh trước, một phần nữa là cái thói quen mà mình nghĩ rằng là có thể coi là hơi xét nét của người Hà Nội. Nó giúp cho shopping trưởng thành hơn, nó giúp bên mình trưởng thành hơn trong cái vấn đề xây dựng cái mô hình. Anh nói như vậy á, coi chừng có phần chủ quan. Đúng là người Việt Nam thì cũng có phần hơi dễ tính, khẳng khái, họ phóng khoáng. Nhưng mà cái phong cách ẩm thực của họ lại có những cái tiểu tiết riêng mà buộc lòng anh phải biết. Bây giờ để chứng minh cho cái việc như Quỳnh nói nha, anh sẽ được đến với một thử thách. Làm thế nào để nam tiến một cách tinh tế? Và đây, trước mắt anh là một người phục vụ, Ngọc Trai. Nấu lẩu, hôm nay tụi mình ăn lẩu nha. Anh bưng cho anh các nguyên liệu, đây là một nguyên liệu rất là quen thuộc của miền Nam.
để dành để nấu lẩu hoặc là nấu canh hoặc là ăn sống hoặc là ăn với bánh xèo, nói chung là rất nhiều. Và những cái rau này thì hầu như có mặt trong các bữa ăn của người miền Nam. Không biết là đã bao giờ anh được thưởng thức một trong những món này chưa? Đây là rau rất quen thuộc của miền Bắc này, rau thiên lý. Rồi tiếp đây nào. Đây là rau rau đắng thì người Bắc. Giỏi quá, trời ơi, cái này chắc có bộ miền Nam hồi trước phải không? Ồ, chưa có. Chưa hả? Rồi. Ta tìm hiểu trên mạng thôi. Trên mạng đúng rồi, chính xác. Hay là có ai mách bài cho không? Cái này bí quyết không, mà. Hai cái rau này ngoài Bắc cũng có. Ngoài Bắc cũng ăn. Ăn rau này có ăn rau này. À có ăn hả? Bởi vì là cái món này là cái món mà ăn lẩu cá kèo không thể thiếu. Đúng rồi, lẩu cá kèo là cái món đầu tiên rau này. Ủa mà đâu có ăn lẩu cá kèo sao? Ồ, món sở trường của mình. Ồ, rồi. Được rồi, nếu anh trả lời đúng hết á, anh sẽ được quyền chọn 1 năm giữ rau và ăn tại chỗ này ăn sống á. Anh chọn cái rau đắng đi. Thôi vậy thà đừng chọn. Rồi tiếp theo. Cái rau này là rau này. Này em hát cho anh nghe được luôn đó. Đây là bộ rau này lạ quá. Phải chưa? Cái rau này mà lạ gì? Đầu tiên nó là cái gì? Cái rau đó là nó là ăn đố tiên đầu tiên cái này là cái gì đó? Cái này là cái gì? Đây là cái bút mà. Cái này là cái rau hay là cái gì? Cái đúng. Đây là bông hoa. Đây là cái bông. Cái bông cái rau này, cái bông giống cái rau gì? Bông gì? Em nhắc anh đó. Rau bí, rau bí. Đúng rồi. Ai nhắc, ai nhắc? Trời ơi, không được nhắc nha. Cái này thì chắc chắn dễ rồi. Cái này dễ lắm luôn á. Cái này là như là cái loại này mình đã có ăn một lần rồi, mình không nhớ đó là cà ná hay là kèo nèo. Kèo nèo. Kèo nèo, kèo nèo. Wow, biết kèo nèo đấy. Bởi vì cái tên nó rất là buồn cười. Kèo nèo đúng rồi, có nghe là cà ná hay là kèo nèo cái kiểu. Anh biết cái lần đầu tiên mà là em bắt gặp này là nói là gì ông Bạc Hà đó. Bạc Hà. Y chang hả? Không, ở ngoài Bắc thì nó có một loại rau tương tự đó là cái mà để hai ăn cua, cái canh chua. Cái dọc mùng. Rau dọc mùng, dọc mùng. Dọc mùng là Bạc Hà cho miền Nam đó anh à. Dạ. Rồi em hiểu rồi. Rồi bây giờ là thử thách cuối cùng. Đó chính là cái gì đây? Đây là này giống cái móc câu như vậy ta. Bây giờ đối Ngọc Trai trước đây là cái gì? Thôi yên. Theo cái kiến thức mà sâu rộng của em á thì này là một cái loại rau mà ăn được á anh. Đúng rồi. Ở điên điển. Phải đúng không ta? Sai rồi, điên điển màu gì? Điên điển màu vàng. Điên điển là màu vàng phải không? Thua chưa? Thua chưa đúng, rồi nhờ khán giả phụ giúp cho, gọi là quyền trợ giúp của khán giả đi. Ai trợ giúp được thành công thì cùng với anh ăn một dĩa rau đắng này. Xin mời một bạn giúp đỡ cho anh Trọng đi ạ. Các bạn có thể có cái nhìn rõ hơn về cái rau này. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi xin mời em. Rồi xin mời bạn. Dạ thưa anh, là bông này là bông su đổ ạ. Chính xác. Tặng cho bạn phần quà đi. Xin chúc mừng bạn. Ê anh Trọng, xin anh hãy tặng phần quà cho bạn. Thử đi. Vậy thì nói chung về cái hành trình startup của mình đối với Sheffin.com phải không? Dạ. Và cho những dự án sắp tới nữa thì anh sẽ có điều gì muốn nhắn nhủ? Mình muốn chia sẻ quan điểm của mình là luôn luôn kiên trì và luôn luôn sáng tạo. Thực chất thì chúng ta luôn luôn gặp những cái nút củ chai. Lúc nào cũng có thể là chúng ta gặp rất nhiều thử thách, rất là bình thường. Nhưng mà phải lúc nào cũng giữ được ngọn lửa kiên trì. Dạ. Và ngọn lửa đó chúng tôi nghĩ là sẽ tiếp tục duy trì từ ngày hôm nay cho đến những ngày sắp tới trong chương trình Cà phê Khởi nghiệp, để mong muốn mỗi buổi sáng mang đến cho quý vị một niềm vui, một sự hứng khởi tinh thần cho ngày mới. Cảm ơn anh Trọng đã đến với chương trình Cà phê Khởi nghiệp. Dạ, cảm ơn chị. Và các bạn thân mến, chương trình Cà phê Khởi nghiệp được phát sóng trên kênh HTV7 khung giờ 7 giờ tới 7 giờ 30 các thứ hai từ 6 hàng tuần. Và chúng tôi hy vọng rằng các bạn khán giả sẽ luôn luôn ủng hộ Cà phê Khởi nghiệp nha. Ngọc Trai, Như Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.